À, đôi loa Selection 66. Dòng loa đến từ Anh Quốc. Đây còn gần nữa các bác nhỉ. Nghe chưa? Úi giời. Gì từ con ốc luôn. Ôi chưa, cái 66 chưa ạ? Loa đi từ Anh Quốc. Củ loa đây. Dịu tuyệt vời luôn. Đây, bảng loa đây. Đó, để ý của em nhé. Đây là tất cả. Đây là lớp keo người ta phủ trên bề mặt của màng loa và núm loa. À, bình thường ở nước ngoài thì những địa điểm có khí hậu nó vừa phải thì không sao. Nhưng về Việt Nam mình khí hậu nó quá nóng. Thì nó như kiểu cái gân, nước gân dưỡng ấy. Đây, sờ nó cũng mềm mũi này. Nó sẽ bị chảy, chảy keo ấy bác nhá. Nhiều bác không biết nữa, bác bảo ôi ông này ông đổ cái gì vào. Không phải đâu, keo của nó đấy ạ. Về Việt Nam mình khí hậu nó nóng quá. Nóng quá thì bắt đầu nó bị dồn, nó bị dồn keo. Nó chảy keo, nó chảy tự nhiên kệ nó. Bác nhá. Đấy là con củ loa bát của nó đây. Có chủ đấy. Từ không cầm một tay này, cầm này khó trượt tay mất. Có chủ có cái cục này. Đấy. Thôi, có chủ em để ngửa đi. Bên con bên này em úp rồi. Đấy, chúng có thấy chưa? Tép này. Có đỉnh chưa? Đi từ trong không ạ? Tôi lật nốt thì cho các bác xem đã mất cục quay này. Đây ạ. Selection. Quay đúng chiều cho bác xem nhìn này. Hàng made in England xịn luôn ạ. Còn con bát này nó là bát cộng hưởng, bát 30 cộng hưởng. Thế nên không muốn tháo nữa. Nó bát cộng hưởng quá. Úp pháo ơi, con này cộng hưởng hai chiều cơ. Nó lại không cộng hưởng như con loa bình thường. Em vừa sờ tay đây, con lại cộng hưởng hai chiều luôn. Đã rồi. Tháo con này ra, nó lại khác với con loa khác. Con này trong này lại một mặt loa nữa, không hưởng tiếp hai chiều. Tháo ra, phải tháo cho các bác xem. Nó không như con loa khác là nó chỉ cộng hưởng một mặt, nó như kiểu màng loa bình thường thôi, không có củ. Con này lại hai chiều. Thằng nào nó hay thế. Còn củ loa đi. Em tháo con cộng hưởng đi. Con cộng hưởng này hai chiều đấy, không phải một chiều cho các bác xem luôn. Nói chung là nó xứng đáng đủ tiền thôi. Tại sao nó hay? Tiền là của đấy thôi ạ. Biết gì em đừng hết ạ. Tại sao nó hay vậy? Đấy, đã mất cục khui thì khui luôn cho các bác. Nó mới. Cái gì này? Ui giời. Đi mãn luôn. Cái ốc tê 66 nhé. Tiền đặt của đấy đây con củ chung cứ bình tĩnh từ từ không phải vội vàng nó rơi cái đấy là mệt lắm. À, đang đẹp như này đấy. Ngoài quay cái ngoài hình thức ở ngoài đã đẹp chất ra thì em quay luôn cho các bác nhìn luôn dễ đây để giữ cho đấy có gì đây. Đây con loa này là cộng hưởng theo kiểu này các bác ạ, cộng hưởng kép hai chiều, mặt trong lại cũng cộng hưởng thùng hộp đây, ăn theo đây. Ô này nhấc ra đấy, những dòng loa kia thì nó chỉ có mặt này thôi, đằng sau này nó trơ như kiểu với cái màng loa này, nhưng con này lại cộng hưởng kép hai chiều, trong này tất cả trong này là một lớp xốp nỉ, các bác nhìn này, dày một lớp xốp luôn, chuối chưa? Đây cả lớp xốp có nhìn chưa đấy, con cộng hưởng của nó khổ như này các bạn, xin giá đồng tiền thôi. Em báo giá cho bác rồi đấy, bác đã biết giá chưa? Đôi loa Selection này là mức giá là 43 triệu, hàng mới đi theo lịch. Dòng này các bác mà đánh vào lại đèn thì tôi phê lòi mắt đấy các bác.